Thưa quý vị, hiện nay trên toàn tỉnh Tây Ninh có 11 dự án với 6 nhà máy đã và đang đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực đô thị trên địa bàn 6 huyện, thị xã, thành phố. Các dự án này nhằm hiện thực hóa định hướng xây dựng các đô thị trong tỉnh theo hướng xanh, bền vững, bảo vệ môi trường. Công trình nhà máy xử lý nước thải khu vực thị trấn Dương Minh Châu giai đoạn 1 là dự án duy nhất đã được đưa vào vận hành chính thức vào ngày 10 tháng 8 năm 2018. Công trình được thiết kế với công suất 1.200 m khối ngày đêm, bao gồm hệ thống tuyến ống thu gom chính đấu nối từ hố thu các hộ gia đình ra hệ thống ống chính, thực hiện đấu nối cho khoảng 250 hộ dân dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh của thị trấn. Ngành chức năng huyện Dương Minh Châu cho biết, từ ngày nhà máy vận hành, các loại dịch bệnh trong khu vực dân cư thị trấn đã giảm, đặc biệt là đối với các bệnh dịch như tiêu chảy, đau mắt hột, bệnh ngoài da. Việc vận hành nhà máy xử lý nước thải tại khu vực thị trấn là sẽ làm cho môi trường và cái dòng suối Sa Cách được sạch hơn. Đặc biệt là dòng suối Sa Cách này lại chảy vào kênh Tây, là cái nguồn nước cung cấp cho nhà máy nước Tây Ninh, cấp nước sạch cho tỉnh, nên là hạn chế được tối đa nguồn nước ô nhiễm cung cấp cho nhà máy nước. Tại Châu Thành, dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn giai đoạn 1 đã hoàn thành từ cuối năm 2023. Hiện nay, dự án đang được đầu tư giai đoạn 2 nhằm xây dựng nhà máy xử lý, hoàn thiện toàn bộ dự án. Địa phương đã và đang thực hiện thông tin tuyên truyền để người dân phối hợp với đơn vị thi công thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước gia đình vào hệ thống chung. Hồi trước kia thì có thể nói rằng vấn đề mà về môi trường, nhiều hộ dân là họ xả thải là nhiều khi rất bừa bãi ra công cộng. Qua cái công tác tuyên truyền vận động người dân thì người dân nó có cái ý thức. Công trình thì hiện tại thì mới có gọi là để mới đã đặt hệ thống ống, nhưng mà cũng đề nghị sớm sao để cái công trình này sớm thực hiện để cho người dân và họ đồng loạt họ tham gia. Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành nhà máy xử lý nước thải thành phố Tây Ninh, công trình thuộc dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1. Hiện chủ đầu tư đang tiếp tục triển khai gói thầu thứ hai là hệ thống thu gom trên các tuyến đường phố. Dự án gói thầu này sẽ hoàn thành cuối năm 2024. Trước khi có dự án thì hiện trạng nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình thì thường là thải trực tiếp vào cái hệ thống thoát nước mưa hiện tại trên các tuyến đường, hoặc là tự để ngấm xuống đất và thải trực tiếp ra các kênh rạch tự nhiên. Sau khi dự án hoàn thành thì phần nào sẽ giảm thiểu được cái vấn đề ô nhiễm này, cải thiện được cái môi trường đô thị. Hiện tại các địa phương có dự án tích cực tuyên truyền người dân phối hợp đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải, chung tay xây dựng đô thị văn minh sạch đẹp. Còn ba địa phương chưa có dự án xử lý nước thải sinh hoạt là huyện Gò Dầu, huyện Tân Biên và huyện Tân Châu. Trong giai đoạn 2026-2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh sẽ nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án xử lý nước thải tại ba huyện còn lại bằng nguồn vốn ngân sách và huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác.